Rồi, cô kia. Cô tóc bồng bồng đó. Dạ, thưa sư phụ, dạ con biết một ít chuyện vui ở Việt Nam, con xin phép kể cho Chuyện sư gì phụ. vui? Chuyện tu hành vui hay là Dạ chuyện ngoài chuyện đường? tu Rồi hành. rồi, Dạ. ok. Dạ có khu vực đó đó có người ta giải tỏa đi đặng cho quyện quỷ về làm việc ở đó, nhưng mà sư phụ an bài sao mà chỉ có vợ chồng đồng tu là được ở lại. Tự nhiên là an bài cho ở lại, rồi vợ chồng đồng tu đó mở quán chay. Dạ. Dạ mở quán chay thì mới đầu bên đó không có ai biết ăn chay, bên quyện quỷ đó không ai biết ăn chay hết sư phụ. Cái đồng tu mở ra xong cái có một người ăn, sau cái có hai người ăn, cái xong rồi cái đồn với nhau là ngon quá chừng, cái có mấy ông quyện quỷ chủ tịch về bển quan, cái từ từ về sau người ta ăn, người ta ăn, người ta kéo ồ ạt à, qua ăn á sư phụ, mà người ta ăn cảm thấy ngon. Dạ cái ông chủ tịch đó ông nói với mấy người nhân viên đó là ngày nào mà tao không có ăn chay ở bên đó hả, tao làm việc quả quọ lắm, mà ngày nào mà tao có ăn chay á tao làm việc suôn sẻ vui vẻ với đồng bào lắm. Thì mỗi ngày đem đồ tới cúng dường ổng chứ, để chi ổng quậu quọ tội nghiệp. Dạ Thiếu thiếu chất bổ, hiểu chưa? Con ăn chay tiệm đó thì thiếu chất bổ của tình thương, tình đâu quậu dạ đến nỗi á sư phụ ổng ăn chay riết quen rồi đó, cái cấp trên mà xuống kiểm tra đó, quọ. ở cấp trên xuống kiểm tra đó, cái ổng mời người ta ăn đồ ăn chay. Mày Dạ hiểu rồi. à, qua quán đó mời qua ăn đồ ăn chay, cái cấp trên đó tại sao lúc nào tao xuống mày mày cũng kêu tao ăn chay hết trơn vậy. Cái ông nói không biết đâu, ăn chay khỏe người lắm, thoải mái người lắm, ăn chay đi, ông kêu mấy người cấp trên vậy luôn á sư phụ. Ăn Dạ chay thì cũng khỏe người thiệt, dạ đâu cần phải còn tu hành gì mới khỏe nữa đâu, phải không? dạ Ăn chay là đúng đồ dinh dưỡng, phải không? Cũng dạ như cái xe mình bỏ xăng á thì nó chạy được ha. Bỏ nước lạnh pha xăng thì nó cũng hơi khó khăn trục trặc, hay không? dạ Bỏ nước lạnh là nó nằm ì ra đó. Còn dạ ăn thịt này kia là không có đúng cái tiêu chuẩn dinh dưỡng cho con người, thành ra người ta bệnh hoạn lung tung hết á, hiểu chưa? Chứ đâu cần phải tin ai đâu, mà đâu cần phải sư phụ nói đâu. dạ Ăn chay là đúng đồ của người, mình, của con người. dạ Bỏ thịt bỏ cá vô nó khó khó khăn trong cái cơ thể của mình lắm, hiểu không? Cũng may mà mọi người đều cũng có ăn thịt, nhưng mà cũng có ăn rau, ăn trái nữa, bột phụ thêm vô á, chứ nếu không nếu không mệt lắm, tiêu tùng á. Dạ. Không Mà ai sao. đồng tu đó cái quán sạch sẽ lắm á sư phụ, mà dám dán cái bảng là cấm hút thuốc sư phụ. Dạ. Đến nỗi mấy cái ông mà cấp lớn vô đó rồi cái hút thuốc á, đồng tu cũng lại nói là vì sức khỏe của mọi người mời mời quý vị ra ngoài hút thuốc, mấy ông cũng vui vẻ ra ngoài hút thuốc luôn á Phải sư phụ. ra. Ok, Dạ tại vì nhiều người không có rảnh mà đọc những cái sách nghiên cứu đó, dạ chứ mà nếu mà nghiên cứu kỹ thì biết là ăn 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 chay đó, ăn thực thực rau rau trái á, đồ ăn mà làm bằng rau trái mới đúng, mới cho sức khỏe mới được, phải không? Mới đúng cho sức khỏe. Thí dụ như những con vật á, ít ra những người của mình á, ăn có nhiều người ăn thịt nhưng mà cũng có ăn chay, ăn rau, ăn trái nữa thêm phụ, không chứ nếu không là mệt lắm á. Như thí dụ như con cọp á ha, hay con mèo này kia, nó thường thường nó đi ăn những con chuột hay những con động vật khác vậy đó, nhưng mà nó vẫn đi kiếm cỏ nó ăn á. Nó phải nhai cho cỏ rồi vô cái thực vật sống á, nó mới digest được, nó mới mới tiêu hóa được, nó mới bớt bệnh, hiểu chưa? Cọp mèo cũng phải kiếm kiếm cỏ ăn hết á. Còn mấy người mà nuôi mèo ở trong cái building, những cái nhà mà cao ốc á, đâu có cỏ đâu ra ngoài cỏ được, phải mua cỏ đem về, mua những cái chậu có cỏ cho nó ăn, ăn xong hết rồi đi mua chậu khác. Còn mấy con chó cũng vậy, đi ra ngoài nó ăn cỏ này, nó gặm gặm nhấm cỏ. Vật khó khôn hơn mình. Hết chưa cưng? Dạ, thưa sư phụ, vợ chồng đồng tu đó, sống có tình thương lắm sư phụ. Dạ, sống theo sư phụ dạy á, làm bán thì bán rẻ. Dạ, rồi cái tiền bao nhiêu á sư phụ cũng đi giúp đỡ người nghèo. Dạ, qua bệnh viện nấu đồ ăn cho bệnh viện ăn, mấy người mà không có tiền á, rồi tiền á nhín ra đặng giúp mấy cái người, mấy bà già mà không có con cái đó sư phụ. Cái xong rồi cái
Riết rồi cái ông chủ tịch đó, ổng cũng bắt chước nữa sư phụ. Ừ. Ổng bỏ túi riêng của ổng á, cái ổng để dành tiền á, ổng qua ổng giúp tiền ở bên bệnh viện luôn á sư phụ. Dạ. Rồi xong rồi cái đồng tu đâu có muốn là đâu có muốn lãnh văn bằng hay bản khen gì đâu sư phụ. Chỉ là sống theo cái tình thương mà sư phụ dạy thôi. Nhưng mà rốt cuộc á, ở trên huyện cũng bắt buộc hai vợ chồng lên là nhận bản khen đó sư phụ. Thì cũng giống thầy nào trò nấy mà. Chị hai cũng đâu có muốn gì đâu, mà chính phủ, người chính phủ này chính phủ kia cũng mời đến ăn nhận, nhiều khi như chị hai đi cũng được, cũng phải gửi đệ tử đi nhận giùm á. Chứ đâu phải cái nào cũng đi nhận được đâu. Nhận giùm á. Hồi trước á, sư phụ còn mới tu á hả, còn sensitive hơn bây giờ á. Bây giờ thôi kệ đó ha, bây giờ thì cũng không phải kệ, nhưng mà trong cái sau đó lâu rồi đó, nhiều chính phủ biết rồi ha, thành cũng phải đi cho người ta vui ha, ta có lòng tốt, người ta tôn trọng mình, tại sao không đi vậy đó, thành cũng phải đi. Chứ cái hồi mà chị hai mới nhận đệ tử này kia đó, chị hai cũng không có muốn đi gặp chính phủ người này người kia đâu. Thành đã có mấy lần mà giúp đỡ Philippines á, giúp nhiều lắm rồi kêu gọi người khác giúp này kia đó. Cái có nhiều chính phủ Philippines mà parliament hoặc là chính phủ, đại diện chính phủ gì đó qua đó, qua Mèo Lý á, gặp sư phụ á, đi tới tận nhà gặp á, người ta thân thiện người ta lại ha. Thì cũng vì người tị nạn rồi, sau này vì người tị nạn á, thấy tội nghiệp mấy người tị nạn nên sư phụ cũng đi lung tung bắt tay, ai cũng bắt bắt được ai là bắt. Dạ. Yeah. Thôi kệ nó, biết sao bây giờ ha. Thế giới phải chung đụng chứ ha. Yeah. Nhưng mà sư phụ không có muốn, thấy không? Không có muốn ra mặt ra mũi gì hết trơn á. Nó mà thôi lỡ rồi. Ai nữa đâu? Nói đi. Dạ, con tính chia sẻ một câu chuyện về con tình thương của con chó đó sư phụ. Ok. Nhà con thì tụi con ở bên Úc qua. Ở bên cái nhà kế bên cũng là nhà người Việt. Nhưng mà họ thường vắng nhà lắm. Nhưng họ có con chó. Nhưng mà họ cứ để nó ngoài hoài. Dĩ nhiên rồi. Dạ. Thường chó là vậy. Không, không ai vẫn cái trong câu nhà chuyện này cũng khá hấp dẫn và cũng cho tụi con có cái học tình thương với con chó nhiều hơn. Là họ đi ngoài họ có để cái cơm nước lạnh như vậy đó. Rồi xong cái nước cái mùa đông á nó cứ kêu hoài lạnh quá với lại cái đông đá nữa rồi sao. Nhưng mà tại vì nhà của ta mình đâu dám qua. Hiểu con không gặp chủ nhà. Dạ họ cứ đi quắng hoài không có nhà chứ. Rồi cái bữa đó con gõ cửa không ra nhà. Cái con liều mạng con không phóng qua nhà rào. Con kêu vợ con nấu chút xíu đồ cho nó ăn. Năng rất là ngon, năng chút xíu là hết. Cái đầu nhảy qua cho năng tiếp. Cái không biết sao mấy ngày sau cái nó đào cửa qua nhà con, nó cào gào đó. Nó đào rào chạy chưa qua. Nó chào dưới đất mà nó đào qua luôn á sư phụ. Cái nó đào qua. Trời lạnh nhưng mà đào được ha. Đất nó cứng lắm á, trời lạnh mùa đông nó cứng như đá. Dạ. Không cái này còn nhiều chuyện lắm về con chó lắm. Rồi. Xong cái nó qua nhưng mà mình lúc đó tại con không nghĩ là nó có thể qua được. Vợ con với mấy người anh em trong nhà nó ủa tại sao chó nó qua được mà không có nghĩ là nó nữa. Tôi nghĩ là chó, tại lúc đó người em cũng có nuôi chó mà nó bị mất lạc cái tưởng nó. Okay. Mà không phải như là thì không phải. Thì xong cái mới dẫn nó vô nhà tắm rửa rồi hết cái đầu, cái đợi nó một ngày rồi xong cái người xóm riền cái bên họ về cái họ thấy con chó họ họ qua họ gõ cửa nữa. Cái họ nói anh có gặp chó tôi nói phải này không. Cái nó nói đúng rồi, cái họ dẫn về. Thì cái mình có nói nó nếu mà anh có đi vắng á thì để con chó này tôi coi giùm cho. Xong cái nó không sao được rồi, tôi cô có cho nó thức ăn nó nhưng mà nó lạnh như vậy mà. I know they don't understand anything. Họ coi giống như chó nó là con nhà cho họ vậy. Hiểu rồi, họ để không săn không à, chị biết. Rồi xong cái họ lại bỏ là cái họ đi tiếp nữa. Rồi cái là qua ngày sau họ nó lại đào nữa chạy qua. Dạ, nó chạy qua nữa chú. Thì vợ con với mấy người anh em trong nhà cũng lại tắm cho nó. Rồi cái đề một hai ngày cái họ cũng biết rồi, họ qua rồi cửa cái lần này họ lấy mấy cục rạch đó chú, họ tắm hết lại nhưng mà hàng rào bằng sắt á. Hiểu. Nhưng mà con không hiểu sao nó qua được nữa. Ba lần như vậy đó. Rồi họ qua mình cũng tắm rửa cho nó cho nó ăn cơm rồi xong cái họ về nữa cứ một vài ngày cứ họ đi về gì đó. Xong có cái họ cũng sắp dọn nhà đó. Cái họ cái ngày đó họ mở cửa cái con chó nó tung nó chạy luôn.
Dạ. Đi đâu? Nó chạy đi mất tiêu rồi. Vợ con qua thấy họ dọn nhà, vợ con hỏi là chó của anh đâu rồi, nói rồi nó chạy đi mất tiêu rồi, không có nhà nữa. Rồi xong trốn. Cái dạ chắc nó tìm cách tị nạn đâu. Mấy hôm sau gì đó thì thường ở cái hội đồng thành phố nó có cái tụi mà đi bắt chó bắt mèo hoang rồi đó, nó dẫn về. Okay. Thì mấy ngày như vậy đó cái không thấy nó. Cái bà xã con mới nằm mơ thấy nó. Cái bà xã mới kêu người em á lên internet check thử coi chó nó có để là nó đăng ký là chó lạc hả đó. Đâu không cái cái người em mới tìm trên mạng nói hình như nó có chỗ lost dog á, cái chỗ mà nó giữ bắt chó nó rất là quan đó. Xong cái bà xã mới chạy ra đó coi, nó gặp bà xã nó mừng quá trời mừng. Nhưng mà nó nhốt trong lòng mà người nó hôi thối lắm sao. Rồi xong cái dẫn nó về nhà, cái đồ đóng tiền cho nó giống như mình nhận nó là chó hoang, chó mình. Dạ, chó mình gì đó rồi sao xong. Được, rồi tới giờ là nó ở nhà mà nó ngoan lắm. Rồi xong cái có lần tại nó bị thúi tai đó, rồi mình dẫn nó đi y thú y đó. Xong mình lợi mình nói chó mình giờ là chó vegan đó. Cái tụi vet đó, tụi thú y đó, nó cười quá trời, nó nói lần đầu tiên tao mới nghe chó nó là vegan. Yeah, xong cái mình nói không, giờ mấy người bạn tôi á là cũng nhiều lắm, chó vegan với lại mèo cũng vegan, mèo luôn, cũng vegan luôn. Yeah. Chim cò hết. Xong cái qua mấy kỳ sau là cái mình lại nó kêu mình lại mình tái khám cho chó nữa đó. Thì nó có nó lên mạng nó coi nó cũng có đồ của vegan pet dog food gì đấy. The vet were not up to date, huh? Yeah, sometimes I also took the dogs to the vet, and they also think vegan not possible for dogs, but it's possible. My dog's still alive. Yeah, 16, 17 years old already. Yeah. Dạ cũng có con chó con mèo của đồng tu đó, nhưng mà mèo mà nó phải giảm cân luôn đó, bác sĩ mỗi lần đi thú y là bác sĩ nó phải giảm cân luôn. Mập. Dạ mập nó tới 6-7 kg lần ăn mèo. Mà ăn gì dữ vậy? Cho ăn gì nhiều cho vậy? Ăn ba ba tê chay của mình đó chú Hùng. Ăn cái này. Ít lại được không? Ăn thêm rau rồi vô đó. Thì nó thì giờ cũng ít rồi. Nhưng mà có đồng thu. My dogs also lên cân lung tung hết rồi. Bác sĩ cũng cứ bị phải giảm cân hoài. Mà đâu có ăn gì bao nhiêu đâu. Ăn một tô vậy đó, ít vậy đó. Rồi có đồ vegan với thêm cereals rồi đủ thứ á. Rau với lại những cái ngũ cốc á mà. Chứ đâu phải ăn cái gì đâu. Mà nó cứ mập như thường. Mà mập mà đâu phải lờ đờ gì đâu. Mập mà nhảy nhót lung tung mà rồi hát. Sủa bự, sủa rất là lớn. Nhảy lung tung như mà rất là hiền. Chó nó rất là hiền. Nó rất là friendly với mọi người. Rất là ngoan. All my dogs are like that. Friendly sao? With everybody. Sau đó mình sau cái bài này mình thấy cái tình thương của chó mình còn cảm nhận được nhiều hơn rất về tình thương của mấy đứa chó. Yeah, the more you take care and closer, you feel love from the dogs very much. Yeah. Khi con đi làm về xe con đậu đó mà ở trong nhà chưa nghe mà nó đã nghe là nó ra nó sủa rồi. Nó biết rồi. Nhiều khi chưa về nhà mà cả nửa cây số nó đã nghe nó biết rồi á. Chưa cần đậu xe nữa nó biết rồi, ở trong nhà nó đã bắt đầu nữa. Như là restless chạy tới chạy lui rồi. Tại người nhà không để ý hết chứ. Để ý là thấy là biết ông xã sắp về đó. Ok, ai nữa không? Con xin phép kể sư phụ nghe cái thể nghiệm của con trong cái khoảng thời gian con thiền định ở đây. Thì con đến đây thì tới cái ngày thứ ba, đêm thứ ba thì con ngồi thiền, con luôn luôn thích ngồi ở ngoài. Con ngồi thiền tự nhiên cái con thấy mẹ con, mà con thấy mẹ con mất 20 mấy năm nay rồi. Con không bao giờ thấy. Thì tự nhiên con thấy mẹ con tới, con thấy mẹ con tự nhiên cái trong cái bà cầm cái iPad, cái giống như là cái cầm cái iPad, cái con mới nói ủa sao con mà mẹ con không có nói chuyện chị chứ cầm cái đó rồi cái cầm cái iPad con nói ủa ở đâu mà mẹ có cái iPad vậy. Cái con mới cái tự nhiên mẹ con lấy cái ngón tay chỉ vô trong cái screen đó thì tự nhiên cái hiện ra the real love. Trời ơi, con nói ủa tại sao mẹ có cái này hả? Cái con mới nói, cái con mới kề tai mẹ con nhỏ nói nhỏ, mẹ ơi mẹ ráng theo học giáo lý sư phụ con nha.
nói vậy thôi, cái mẹ con gật đầu cái xong cái đi luôn, ừ. không thấy nữa. Okay. Nhưng mà sau khi đó tự nhiên cái tay của con nó bị cứng luôn, nó không không có cử động được nữa, ừ. nó bị đau nhức rất là khó chịu mà, ừ. con hai ngày con không có thể cử động được cái tay này. Thì cái sister này giúp con rub mấy cái hot oil thì nó đỡ. Nhưng mà tối hôm qua con được phép tiếp chuyện với sư phụ một chút xíu á. Sáng hôm sau thì nó biến mất luôn. Dạ. Không còn đau tay nữa mà coi như bình thường trở lại. Con dơ lên cao được, tất cả cử động đều như bình thường. Hình ra con rất là muốn nói với sư phụ con cảm ơn sư phụ cho chúng con được một cái cơ hội rất là quý báu này, để chúng con còn có được nhiều cơ hội khác trong tương lai được gặp sư phụ nữa. Gặp để cứu khỏi cái tay đó hả? Sư phụ con cần cái tay này để làm việc lắm hết thưa sư phụ. Ok. Con rất cảm ơn sư phụ. Dạ. Ngày mai chúng con về giúp con, chúng con chúc sư phụ ở lại đây với tất cả các anh chị em tới được sư phụ được vui vẻ. À. Dạ. Chúc quý vị đi về mạnh giỏi. Con cảm ơn sư phụ. Dạ. Tu hành tiến bộ. Con rất cảm ơn sư phụ. Phát tài. Dạ, thưa sư phụ, có câu hỏi này. Ở Hungary sư phụ nói về chín cảnh giới. Thưa sư phụ, bây giờ hiện tại thì sư phụ lại nói những cái cảnh giới cao hơn cảnh giới đó nữa. Thì con không biết là những cảnh giới đó trong chín cảnh giới hay là cao hơn chín cảnh giới. Cao hơn nhưng mà như thế này, nó có nhà bộ phận khác vậy đó, thấy chưa? Cao hơn mà bộ phận khác. Thí dụ như nhà mình có chín tầng ha, nhưng mà có cái tầng trên á, hoặc là cái attic á, là cái mình để đồ trên đó đó, để mình dùng, hiểu không? Bây giờ chính cảnh đang nhầm gì? Ức lên trên đó ức quá. Ok vậy đó, ok hả? Không phải, nhưng mà những cái cảnh đó giới đó không có cần thiết lắm cho những người tu hành thường, hiểu chưa? Những cái cảnh giới đó để mà tập trung power, tập trung cái lực lượng thôi để dành đó, hiểu chưa? Cho những người nào mà được lên trên đó lấy xuống để mà giúp đỡ thế giới, hiểu không? Chứ không phải là để cho quý vị nói là ồ bữa nay tôi lên cao hơn, mai tôi lên cao nữa, cao hơn chính tầng, không phải như vậy, hiểu không? Ok. Nhưng mà dĩ nhiên càng cao hơn là càng có nhiều lực lượng hơn. Thì mình giúp đỡ nhiều hơn. Ok, that's it. Ok. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chứ không có nghe cái mà sư phụ nói chuyện với mấy người SMTV staff sao? Có. Sao còn hỏi vậy nữa? Tại vì con nghĩ là có thể là những cái cảnh giới cao hơn đó là cái tính chất thôi, còn cái chín cảnh giới là cái số lượng. Đúng rồi. Chín cảnh giới là cái mà tập trung ở đó để mà mọi thế giới hoặc là những cái gì sinh ra đều ở trong cái chín cảnh giới đó ha. Nhưng còn cảnh giới trên nữa là những cũng như nhà kho vậy đó, supply, thấy không? Cũng như kêu mà personal only á, staff only. Nhân viên thôi không có người nào lên được đó đâu. Lên làm gì? Chưa lên đã tiêu tùng rồi. Đấy, mà lên không nổi thì nó không cấm, không có vô được, không có biết đâu mà lên nào, hiểu không? Cũng như là những cái có những cái công ty rất là cẩn mật, phải không? Muốn vô đó phải để bằng tay lên, thí dụ vậy đó. Chứ không phải cái cạc như những người thường nữa. Có những cái chỗ mà đi vô phải đọc con mắt á, hoặc là nói cái personal, cái voice, cái tiếng nói của người đó mới được vô. Nó record hết rồi, hiểu không? Những người khác đứng đó trờ đó, cửa nó không có mở, họ để tay vô cũng không nhầm gì. Nhiều khi điện giật nữa. Người ta có những cái phương pháp và có những cái công cụ để mà trừ loại những cái người nào mà không có nên vô đó. Thành ra nhiều khi mình lạng quạng đứng để tay điện giật nữa, phải không? Hoặc đứng lạng quạng mở mắt ra mắt không đúng á, rồi cái security man cảnh sát tới bắt đi vô, hỏi mày đứng đây làm gì. Hiểu chưa?
lộn xộn nữa, người ta còn báo thù nữa. Hiểu không? Ừ, đấy đó, giống vậy đó. Ở thế giới này còn như vậy thì trên đó cũng đại khái như vậy, hiểu chưa? Ừ. Xong hết rồi, đi ra ngoài hả? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.